Chào quý vị các bạn, hôm nay Mặt bằng kinh doanh đẹp và nhà phố giới thiệu cho các bạn một căn rất là đẹp ở ngay vị trí quận 3. Đây hiện trước là kinh doanh quán cà phê ở vị trí 125 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3. Đây là một số hình ảnh trước đây của quán cà phê. Thì quán cà phê này kinh doanh cũng rất thuận lợi nhưng mà do một số lý do trên này muốn nâng cấp và trả mặt bằng. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào trong quán cà phê. Đây là cái đường hành lang đi vào, có thể để ô tô, xe máy rất là thoải mái. Diện tích ở đây là 20 nhân với 30, khuôn đất rất là lớn ngay tại vị trí quận 3. Kết cấu ở đây là 3 tầng và giá thuê hiện tại đang là 30.000 đô một tháng, chưa thuế. Vị trí quận 3 này là cực kỳ thuận lợi. Nằm ngay trên trục đường Trần Quốc Thảo. Đây là không gian bên trong của quán cà phê. Không gian cực kỳ rộng luôn. Ở đây có thể là sửa chữa thành một nhà hàng cao cấp. Và chủ nhà rất là thân thiện, có thể hỗ trợ để xây building. Chúng ta tiếp tục đi khảo sát vào khu bên trong. Bên trong này là có khu bếp, lưu trữ đồ để chế biến. Vì đây trước là quán cà phê vừa ăn vừa uống luôn. Đây là một số cái hình ảnh bên trong. Có hệ thống phòng cháy chữa cháy luôn. Diện tích sàn ở đây khá rộng và được rất là kiên cố. Đây là kết cấu là 3 tầng. Bây giờ chúng ta bắt đầu lên lên tầng trên. Không gian ở đây là thiết kế rộng rãi thoáng mát ngay từ ban đầu luôn. Đấy, cực kỳ đẹp. Không gian bố trí cho khách setup là bên ngoài là cho hút thuốc lá, còn bên trong là phòng máy lạnh thì thiết kế hết. Này, nếu mà các đối tác nhà hàng lớn nhận căn nhà này để thuê làm thì quá là tuyệt vời. Giờ chúng ta tiếp tục sang một không gian khác. Không gian này đang để chứa đồ cũng chưa khai thác thêm do cũng diện tích ở đây nó khá lớn. Trước đây là cái quán cà phê Sài Gòn phố, kinh doanh như lúc nãy nói với các bạn kinh doanh thuận lợi nhưng mà quán cà phê muốn nâng cấp lên nên là chuyển đổi mô hình kinh doanh và trả lại mặt bằng. Giờ chúng ta đi khảo sát thêm một vài vị trí nữa. Ở đây thì rất là rộng, các bạn cứ thoải mái quan sát thêm.